Thưa các đại biểu, buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong vòng một ngày. Buổi sáng sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ trưa, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Với các nội dung cụ thể như sau: buổi sáng là buổi lễ thì bao gồm các nội dung, thứ nhất là văn nghệ chào mừng, thứ hai tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thứ ba diễn văn khai mạc và ôn lại lịch sử kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thứ tư báo cáo hoạt động công tác hội trong năm 2024, thứ năm là phát biểu chào mừng của lãnh đạo chi bộ, thứ sáu là thông báo một số các nội dung hoạt động phần hội buổi lễ và phát biểu cảm ơn kết thúc buổi lễ. Về buổi chiều có các nội dung như sau: thi đấu giải bóng chuyền hơi, thi đấu giải kéo co, thi đấu bắt vịt và thi đánh mảng. Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình và thời gian làm việc của buổi lễ. Kết thúc phần buổi lễ, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể chị em phụ nữ dự bữa cơm thân mật chung vui cùng ban tổ chức của buổi lễ. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Bùi Thị Hồng Xuyên lên đọc diễn văn khai mạc và ôn lại lịch sử 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Xin trân trọng kính mời chị. Thưa toàn thể các đồng chí và chị em thân mến, hòa trong chung trong không khí phấn khởi tự hào của phụ nữ cả nước hướng về 94 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Phú, sự cho phép của chi bộ đảng chính quyền xóm, hôm nay chi hội phụ nữ xóm Bành long trọng tổ chức buổi làm mặt thân mật kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban chấp hành chi hội xin gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể chị em lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và toàn thể chị em thân mến, từ năm 1927, nhiều tổ chức quần chúng nữ bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Các chị em đã dần khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội từ các nhóm tuyên truyền, các tổ học nghề, các cuộc đấu tranh với hàng ngàn chị em phụ nữ tham gia đã dấy lên phong trào phụ nữ trên khắp đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược, phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân ta đang dâng cao, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra sức tập hợp lực lượng, trong đó có phụ nữ. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ đang phải giải phóng phụ nữ gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng đặt ra phụ nữ phải là tham gia các đoàn thể cách mạng, công, nông, hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng để đáp ứng yêu cầu và thực tiễn. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập tại Hà Nội do bà Nguyễn Thị Minh Khai làm chủ tịch. Hội ra đời đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh của phụ nữ Việt Nam, góp phần giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ. Từ đó đến nay, ngày 20 tháng 10 được Đảng và Nhà nước ta tổ chức trọng thể hàng năm. Đây là dịp để tôn vinh những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ thực tiễn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu cùng các chị em thân mến, ngày 20 tháng 10 năm nay, chúng ta kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trải qua 94 năm đó, kể từ khi các tổ chức phụ nữ tiền thân ra đời đến nay, người phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Hội luôn gắn bó thiết tha với sự nghiệp giải phóng phụ nữ,
với hạnh phúc và sự bình yên của quê hương, với mái nhà thân yêu của mình. Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc dân tộc. Sự đóng góp âm thầm ấy đã kết tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Kính thưa quý vị, đại biểu và các chị em thân mến, cùng với sự phát triển chung của phụ nữ cả nước trong những năm qua, chị em chi hội phụ nữ Xóm Vành đã luôn khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển vững mạnh của xóm, giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng của phụ nữ, sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc, luôn sẵn sàng vượt khó, chăm lo, xây dựng chi hội, tham gia tích cực mọi phong trào thi đua, cần mẫn, chịu khó trong lao động, sản xuất, vượt qua những khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ của chi hội giao. Trên tinh thần đó, tôi hy vọng rằng chị em vẫn sẽ tiếp tục tự tin, vượt lên chính mình, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt mọi cuộc vận động và các phong trào thi đua mà ngành đoàn thể phát động, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng: phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể chị em thân mến, với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể chị em phụ nữ trong chi hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí và toàn thể các chị em thân mến, để mở đầu cho sự kiện đầy ý nghĩa ngày hôm nay, cho phép tôi xin được đọc 4 câu thơ: Em là người con gái Việt Nam, trung hậu đảm đang lại hay làm, thời chiến em xông pha lửa đạn, thời bình em về lại giỏi giang. Quý vị thân mến, có lẽ 4 câu thơ trên cũng đã phần nào giúp chúng ta đang có mặt tại đây một lần nữa thêm tự hào khi được hiện hữu với vai trò là một người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, từ bao đời nay, phụ nữ Việt Nam chúng ta luôn biết đến với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Để rồi khi chiến tranh lùi xa đất nước, được hòa bình, người phụ nữ hiện đại ngày càng năng động, sáng tạo và đầy tài năng, trí tuệ, với nhưng vẫn luôn giữ được những phẩm chất tốt đẹp, những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta có mặt tại đây để cùng dành sự yêu thương, tôn vinh và tri ân những người đã góp phần làm rạng danh non sông gấm Bắc Việt, nhằm tích cực phát huy những phẩm hạnh truyền thống vẻ vang ấy. Nhân ngày 20 tháng 10 hôm nay, tôi mong muốn các chị em và các đồng chí cùng ngẫm lại hình tượng người phụ nữ Việt Nam để chúng ta trân trọng, vinh danh họ, quan tâm họ, dành thật nhiều tình cảm, yêu thương họ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em thân mến, với những kết quả và thành tích đó có được trong những năm qua, ngày hôm nay trong không khí trang trọng và phấn khởi của buổi lễ, chị em phụ nữ trong chi hội chúng ta xứng đáng nhận được món quà. Với ý nghĩa đó, ban chấp hành chi hội xin dành tặng chị em những bông hoa tươi thắm để khích lệ động viên chị em trong buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây xin mời chị Bùi Thị Định và chi hội phó và chị Bùi Thị Thanh, ủy viên ban chấp hành chi hội lên cùng lên sân khấu để trao những bông hoa tươi thắm nhất cho các chị em ở trong chi hội ạ. Xin trân trọng kính mời ạ.
chí chi hội trưởng và các đồng chí trong ban chấp hành chi hội và cảm ơn tiết mục của hai em. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Bùi Thị Hanh, ủy viên ban chấp hành lên thông qua báo cáo hoạt động của công tác của hội năm 2024. Xin trân trọng kính mời chị ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí về dự hội nghị, cho phép tôi gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể hội nghị ngày hôm nay. Được sự phân công của ban chấp hành chi hội xóm Vành, tôi xin phép được thông báo công tác hội của chi hội phụ nữ xóm trong năm 2024 như sau. Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, tổ chức công tác kỷ niệm mùng 8 tháng 3 là bữa ăn ngọt cùng các chị em trong chi hội. Tổ chức dọn đoàn đường tự quản 2 lần trong 1 tháng, kết nạp thành công 3 hội viên mới vào hội. Kết nạp thành công 3 hội viên mới vào hội, giao lưu văn nghệ, tặng quà chúc mừng cho 4 đám cưới là con của chị em trong chi hội. Tổng giá trị phần quà lên tới 2 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà một hộ gia đình chính sách, phần quà là 300.000 đồng. Thăm viếng gia đình có đám hiếu là 625.000 đồng và giúp đỡ công việc gia đình với 200 công. Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai các chuyên đề, điều lệ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, triển khai công văn xây dựng gia đình 503 sạch, quyền bình đẳng giới tính toàn thể chị em trong chi hội. Với tinh thần lá lành đùm lá rách của ít lòng nhiều, chi hội đã trích quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt trong cơn bão số 3. Và động viên gia đình chị Bùi Thị Sơ xóm Còi bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 500.000 đồng. Ngoài ra, chi hội còn tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, trên đây tôi vừa thông qua các hoạt động của chi hội tính đến thời điểm này. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Năm nay, chúng ta cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của chi hội. Trong sự nghiệp phát triển đất nước 94 năm qua, tổng kết một năm thực hiện công tác hội, đồng thời tổ chức phần hội với các môn thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian nhằm khích lệ động viên tinh thần chị em trong chi hội. Trong không khí trang trọng và niềm vui hôm nay, thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi kêu gọi toàn thể chị em trong chi hội hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua với khẩu hiệu phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ tài năng, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hội giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội xóm Vành đã đề ra. Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ta vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay ta vẫn sống với laptop, TV, người đi qua nhau trong một góc. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ đến bao nỗi buồn say cả lo lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. Thank you.
ta mới biết đám cưới trong thôn quê cùng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay ta mới biết những vách núi treo leo chẳng biết sao ta tỉnh lại lắm. Hôm nay ta mới biết luôn em nói cơm lạc ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay ta mới biết mai ngói bách tranh xưa giờ đây thôi cứ cho ta mới ngon say pha lô lệ là đi không nghĩ gì ô lo về ngày mai bon bon trên những chuyện xe cứ cho ta mới ngon say không gian giam cầm ta trong những vui từ mỗi ngày. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các chị em trong chi hội, trong những năm qua, chi hội phụ nữ xóm Vành thường xuyên nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo, sự chỉ đạo sâu sắc của ban chi ủy và chi bộ xóm Vành. Ngày hôm nay, tại buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của chi hội xóm Vành, rất vinh dự được đón đồng chí Bùi Thị Gieo, đảng viên phụ trách chi bộ, trực tiếp về dự động viên, chia sẻ và chung vui với buổi lễ. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Gieo lên phát biểu chào mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí và chị em thân mến, hôm nay tôi rất mừng và phấn khởi tới dự lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của chi hội xóm Vành chúng ta. Vì lý do bất khả kháng, đồng chí Bí thư chi bộ không thể tới dự buổi lễ, đã ủy quyền cho tôi được phép thay mặt chi bộ dự và phát biểu chúc mừng. Đây là vinh dự của cá nhân tôi trong buổi lễ hôm nay. Không biết nói gì hơn hết, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt chi bộ đảng, chính quyền xóm xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu và toàn thể các thế hệ phụ nữ xóm ta lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và chị em thân mến, lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu trong sự trường tồn của dân tộc ta. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã chỉ rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ ngày 20 tháng 10 năm 1930. Hội phụ nữ được thành lập và có nhiều tên gọi khác nhau, sao cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Song hội vẫn là tổ chức trung kiên của phụ nữ Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác đã từng nói, Giang Sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Ngày nay, những người phụ nữ Việt Nam với đức tính cần cù, sáng tạo, thông minh, chịu thương, chịu khó đã vươn lên để làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ nhưng vẫn không quên thiên chức của mình. Chúng ta có thể thấy rằng từ trên các diễn đàn chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao đến bàn ăn ấm cúng của gia đình đều không thể thiếu các bóng hồng vĩ đại. Trải qua những thăng trầm, họ luôn gìn giữ và xứng đáng với 8 chữ vàng của Bác Hồ trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Quý vị và chị em thân mến, trong xóm chúng ta cũng vậy, các chị em vẫn luôn đóng vai trò to lớn trong mọi lĩnh vực công việc. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để gửi lời tri ân sâu sắc đến các tầng lớp phụ nữ Việt Nam tuyệt vời ấy. Thay mặt chi bộ đảng, chính quyền xóm, tôi xin gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự yêu mến đến các bà, các mẹ, các chị, các em, những người đã và đang đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của xóm ngày hôm nay. Tôi mong rằng các chị em phụ nữ tiếp tục đưa phong trào đoàn thể đi lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của xóm chúng ta. Bên cạnh đó, tôi mong rằng chi hội phụ nữ sẽ có những hoạt động thiết thực, quan tâm sâu sát hơn đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các chị em để kịp thời giúp đỡ những chị em còn nhiều khó khăn. Một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể chị em mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho chị em chúng và ngày lễ vô cùng ấm áp bên người thân, gia đình, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin chân thành cảm ơn đồng chí Bùi Thị Gieo, Bí thư chi bộ đã quan tâm về dự và phát biểu động viên buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thay mặt cho các chị em trong chi hội, xin kính chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây tôi xin mời chị Bùi Thị Hồng Xiêm lên phát biểu cảm ơn ạ. Tôi vô cùng vinh dự và xúc động khi được thay mặt toàn thể các chị em trong chi hội xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng các đồng chí lãnh đạo và các đoàn thể cá nhân đã tạo điều kiện cho chi hội được gặp mặt ngày hôm nay. Tôi xin gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn đến ban lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo, quan tâm, sát sao chi hội. Và tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của chị Bùi Thị Hiền, cũng như sự quan tâm của chị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chi hội không ngừng phát triển. Kính thưa quý vị, sự hỗ trợ của chị kịp thời, sự hỗ trợ kịp thời của chị Hiền đã là niềm tự hào lớn lao cho toàn thể chi hội. Một lần nữa, thay mặt cho chi hội, tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ của chị. Mong chị luôn quan tâm đến phong trào phát triển của xóm. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay tôi xin thay mặt cho các chị em trong chi hội xin được gửi tới chị Bùi Thị Hiền một bó hoa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay ạ. Xin mời chị lên sân khấu ạ.
1930